准备啊！好，来再放下。hát qua giọng đi, hát qua giọng đi, hồi sai nó sửa từ từ là nghe nhạc nè. Sao tắt rồi? Mày hát vậy rồi sao thu? Mày hát không có vô giai điệu gì trơn á, mày hát nó sao đâu á, như đọc về đó. Hát lại lần nữa cho anh ơi. Rồi rồi. Hát đàng hoàng lên nha trời, chứ hát kiểu này thu sao tao biết nổi. Mày hát lại cũng y chang vậy, không có khác cái hồi nãy luôn á. Em hát gì em thấy cũng đúng nhịp rồi, nói sao vậy? Nhưng mà mày hát không có đúng giai điệu của người ta. Mày nghe kỹ là giai điệu mày hát. Mày hát là, tao nói mày hát giống như đọc về đó, giống như đọc bài đó, không có giai điệu gì trơn á. Mày hát đúng giai điệu lần nữa nha. Chứ mày hát kiểu đó rồi sao anh biết được? Để em hát em. Rồi nè, hát lại lần nữa đi. Rồi. Cùng bản đồ Việt Nam, ngày chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Sao tắt nữa rồi ông? Mày hát gì sao ta không biết, tao thu sao được cho mày luôn á. Trời ơi, hát đúng nhịp đúng điệu, bài này em tập không gài cũng 10 bữa rồi đó. Mày tập 10 bữa rồi mày hát được vậy luôn hả? Em tập không gài kỹ lắm nè, hát nhịp điệu gì thôi chứ. Thì anh đã gì cho em đây, em hát em thấy gì là hát được rồi đó. Thôi mày muốn hát sao mày hát, tao mệt quá. Chứ em thấy hát mẹ, cái em thấy hát gì là được rồi, anh đã ok nha. Ok, giờ anh thu mày hát sao anh để y vậy. Người ta nói là mày nói mày tự thu vậy nha, chứ tao không có sửa kiểu đó à. Chứ tao tao sửa hết được rồi, mày muốn hát gì mày hát đi. Mày hát cũng thấy cũng đúng nhịp đúng đậu rồi. Rồi ok, rồi hát đi. Việt Nam, ngày chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Tôi mái chèo sông ông đốc, chim trắng khi tới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Được chưa anh? Mày thấy được chưa? Em thấy là cũng tạm ổn y như lúc em tập rồi đó. Em tập bữa em hát sao là bữa nay em hát thấy nó cũng khá giống gì đó. Rồi ok, mày hát bữa hổm sao bữa nay gì thì tao để gì vậy. Rồi anh mở lại cho em coi. Dạ,